Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình thì chuyên mua bán giao lưu trao đổi tất cả các dòng điện thoại luôn. Anh em là muốn mua hàng của bên mình thì vui lòng gọi đến số điện thoại của bên mình nha. Số điện thoại của mình là 0839 444 400. Anh em có thể kết bạn qua Zalo qua số này cũng được nha. Bên mình thì bán hàng có ship code toàn quốc luôn. Còn anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh muốn qua xem hàng thì bên mình, địa chỉ của bên mình là số 28/15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp nha. Bên mình thì có nhận giao lưu trao đổi tất cả các dòng điện thoại luôn. Hôm nay thì mình về được một số máy mới nha mọi người. Nói chung hôm nay thì hàng rất là ít, nhưng mà mình về hôm nay được có một số máy, nói chung là cấu hình mạnh, anh cho anh em, nhiều anh em thích chiến game nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em, đây là cái LG. Hôm nay mình có một cái LG đẹp keng nha. Đây là cái LG V40 ThinQuy. V40 ThinQuy nha. Con V40 ThinQuy này thì ngoại hình nó còn đẹp keng, 99% nha mọi người. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3.850.000 nha. V40 ThinQuy, con này camera chụp hình rất là đẹp luôn, rất là đỉnh luôn nha mọi người. Nhiều khi mình quay mình ngại quay mặt nha, anh em coi video thông cảm giúp mình chứ, mình rất là ngại quay mặt, tại vì mình ngại nói chuyện với máy quay nha mọi người. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3.850.000 nha, LG V40 ThinQuy. Hôm nay thì mình cũng có một khá số máy mới là về. Xiaomi Redmi Note 8, hôm nay còn một cây duy nhất thôi. Con này phím nguồn nó bấm nó hơi bị dính nha, nên con này chắc thôi mình bỏ qua một bên luôn. Con này là Redmi X, máy thì tình trạng đẹp 98-99% nha. Redmi X, con này là camera kép, cấu hình rất là mạnh nha, chạy con chip Snapdragon 710, màn hình là 6.5 inch, màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình. RAM con này được 6GB, bộ nhớ trong 64GB nha. Camera trước là trượt lên, con này là hàng xách tay nha, Redmi X. Con này bản RAM 6GB thì bên mình đang bán với mức giá là 3.050.000 nha, Redmi X nha mọi người. Oppo Reno, con Reno này thì hơi bị xấu nha. Cây hôm bữa đẹp thì mình đã bán rồi, cây này nó bị cắn mấy vết bên này. Con Reno này thì RAM 6, bộ nhớ trong là 256 nha, camera trước là vây cá. Con Reno này thì bên mình đang bán với mức giá là 4.150.000. Dẹp nó qua bên rước bớt luôn. Còn cây này là cây Oppo K3, máy đẹp 99% nha, 98% nha. RAM 6, bộ nhớ trong 64 luôn, chạy chip 710, nó y chang như con Redmi X luôn nha, nhưng mà con này là con hàng chính hãng K3. Cấu hình nó y chang con Redmi X à. Hai con này khác nhau nha, nhưng mà cấu hình y chang nhau luôn, từ màn hình hay thứ mọi thứ rồi nó giống hệt nhau nha. Nhưng mà con K3 này thì bên mình đang bán với giá là 3.650.000. Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha. Hôm nay mình có được cây Note 9 Pro. Con này bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Máy thì đẹp 99% luôn. Con này bảo hành chính hãng còn rất là dài luôn. Con này phải tầm tới tháng 11, tháng 12 năm 2021 nha. Màn hình 6.8, camera là 64 chấm nha, chụp hình rất là đẹp. Vân tay bên hông này. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4.850.000 nha. Cho bản RAM 6, bộ nhớ trong 128 nha. Vivo A30, A30 này thì RAM 4 128, máy đẹp 99%, cây này đẹp 99 nha. Bên mình đang bán với giá là 3.350.000. Oppo F11 nha. F11 thì RAM 6 và nhớ trong 64, màn hình 6.5. F11 này thì con này máy 97%. Bên mình đang bán con F11 này với mức giá là 3.050.000 nha. Oppo Reno 3, con Reno 3 này thì nó hơi trầy nhẹ cái màn hình nha, nó hơi trầy nhẹ thôi, nhưng mà ngoại hình thì nó đẹp keng như 99% nha mọi người. Mình trầy cái này mình dán lên thì ok thôi, trầy rất là nhẹ, chỉ có mấy vết thôi nha, không có nhiều đâu. Con Reno 3 này thì mình sẽ bán giá rẻ hơn, với giá là 4.450.000 nha. Con này RAM 8, bộ nhớ trong 128. Reno 3.
Còn máy đẹp keng 99% đây. Đẹp keng này là gọi là 99 nha, 99 có nghĩa là nó còn đẹp lắm luôn nha mọi người, không có màn hình đồ không bị trầy xước gì hết. Viền này nó cũng không trầy luôn nha. Máy đẹp 99 thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 650 ngàn cho con Reno 3 này. Con này hết pin mất rồi, để mình sạc xíu. Vivo V19 nha. Con V19 này thì máy đẹp 99% luôn, V19. Cái này là cái Vivo Y19 nha, V19 nha. Máy đẹp 99, RAM 8 và nhớ trong 128 GB. V19 này thì bên mình đang bán với mức giá là 5 triệu 550 ngàn nha. Vivo V19, hôm nay con này mình đã giá là khá là rẻ rồi nha. Còn con này coi Mi 9T nó bị viền nó hơi xấu nè. Đây mình quay rõ nó bị tróc ra một xíu như đây nha. Viền khúc này nó hơi nhăm nhăm. Còn mặt kính này, chứ mặt kính này đẹp keng. Con Mi 9T này hơi bị cắn cắn viền thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 650 ngàn nha. Nãy giờ thì mình điện thoại hơi nhiều, mọi người thông cảm giúp. Redmi Hero này thì nói chung là máy 97% thôi. Con này RAM 6, RAM 4 nhớ trong 64, chip 660, màn hình 6.3 Full HD. Con Redmi Hero thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 150 ngàn nha. Còn con này là Mi 9SE, màn hình 6.1 inch, màn hình con này là màn hình AMOLED nha, chip Snapdragon 712, máy thì còn 97%. Bên mình đang bán con Mi 9 SE này với giá là 3 triệu 250 ngàn nha. Con Mi 9 SE này cấu hình rất là khỏe nha. Huawei Mate 30 Pro máy đẹp 98%, chạy nhẹ một vết ngay chỗ màn hình đây. Còn là Mate 30 Pro này thì RAM 8 nhớ trong 256. Con Mate 30 Pro này hàng chính hãng nha, nó thì không có CXLR và không có CXLR nha. Bên mình đang bán con này với giá là 10 triệu 550 ngàn. Con này là con S10 LED nha. Con S10 LED này nói chung bên mình bán cái giá cực kỳ tốt luôn đó. Con S10 LED này thì nó là bản quốc tế. RAM 8 nhớ trong 128 nha. Máy đẹp 98%, nguyên zin. Màn hình 6.5 inch. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 7 triệu 750 ngàn. Bocophone F2 Pro nha, RAM 6 nhớ trong 128, chip chạy con chip 865 nha. Con này Bocophone F2 này thì Pro này thì bên mình đang bán với mức giá là 8 triệu 850 ngàn. Cái này là cây Vivo Y50. Thì 50 bên mình đang bán với giá là 3 triệu 650 ngàn nha, máy trầy nhẹ thôi. Con này thì hàng chính hãng, còn bảo hành rất là dài luôn. Tầm tháng 5 năm sau là RAM 8 nhớ trong 128, màn hình 6.5, nó chạy con chip Snapdragon 665 nha. 3 triệu 650 ngàn. Còn cây này là cây Oppo R17. RAM 6 nhớ trong 128, máy đẹp 98%, màn hình 6.4, vân tay trong màn hình. Con này thì bên mình đang bán giá 3 triệu 250 ngàn nha. Con này bản quốc tế. Con này là con Black Shark 2. Con này chạy con chip Snapdragon 855 và màn hình là 6.39 inch, màn hình là Full HD, vân tay trong màn hình. Màn hình này là màn hình AMOLED. Con này thì RAM 8 bộ nhớ trong 128, bên mình đang bán con này với giá là 6 triệu 350 ngàn. Redmi 5i nha. 5i thì mình còn một cây. Con này là RAM 4 bộ nhớ trong là một nhớ trong, con này là 64 GB, chạy con chip Snapdragon 665 luôn, màn hình 6.5, pin 5000. Con Redmi 5i thì này thì đẹp 98, bên mình đang bán với giá là 2 triệu 650 ngàn nha. Cái này là cây Redmi 6 Pro, RAM 8 một nhớ trong 128, màn hình 6.6 inch, độ phân giải Full HD nha, chạy chip Snapdragon 720. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 750 ngàn nha. Oppo A7, máy đẹp 99%, RAM 3, bộ nhớ trong 32, màn hình 6.3 inch.
Con ốc A7 này thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 150 ngàn. Con này là con Note 10 Lite nha, hàng chính hãng, bảo hành tới tháng 5 2021 nha, máy đẹp 99%. RAM 8 trong 128 nha, Note 10 Lite. Màn hình 6.8 inch. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 6 triệu 950 ngàn nha. Vivo i20 nha. i20 này thì RAM 4 và trong 64, máy đẹp 99 nha. Con này màn hình 6.5 inch. Máy đẹp 99. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 750 ngàn nha. Hôm nay thì mình cũng còn cũng không được nhiều máy đâu, tại mình mới về được một số máy mới thôi, chứ hôm nay thì mình đã chuyển đi bán đi tỉnh rất là nhiều rồi. Cũng cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ kênh của mình và mua hàng của bên mình nha. Bên mình thì bán hàng thì anh em cứ yên tâm về chất lượng và như sản phẩm luôn nha. Bên mình làm ăn rất là đàng hoàng, không có tào lao tào đế đâu nha. Mọi người cứ yên tâm. Bảo hành mình sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Mình bán hàng ra thì là đầy đủ phụ kiện cho mọi người như là cáp, sạc, tai nghe nha. Con này là con Oppo A31 nha, RAM 4 và trong 128, máy đẹp 99. Con A31 này thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 950 ngàn. Redmi 5S, con này là camera 48 chấm nha, màn hình con này là 6.5 inch luôn. Màn hình con này chắc độ phân giải HD quá, nhưng mà màn hình nó rất là mịn. HD hay Full HD thì mình nhớ không rõ nha mọi người. Mọi người thông cảm cho mình nha. Con này chắc khả năng là Full HD. Màn hình 6.5 inch, chạy con chip Snapdragon là gần 665, RAM 4 và nhớ trong 128. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 750 ngàn nha, Redmi 5S. Con này là Xiaomi Redmi Note 9S, con này RAM 4 và nhớ trong 64 GB. Máy đẹp 99% luôn. Chạy con chip 720G, camera 48 chấm. Bên mình đang bán con này với giá là 3 triệu 750 ngàn nha. VinMark Activa. RAM con này là 6 và nhớ trong 64, màu xanh đẹp 99. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 750 ngàn nha. Màu đen thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 650 ngàn. Và mình có RAM 4 màu đen luôn nha. RAM 4 màu đen thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 450 ngàn nha. Oppo Reno 2F nha. Hôm nay mình có hai cây, máy đẹp keng 98% nha mọi người. Reno 2F. Máy đẹp 98 nha. Chung mấy con này thì lâu lâu có hàng lại chứ hàng nó cũng mà hôm nay mình cũng bị đứt hàng Reno 2F luôn. Con này RAM 8 và nhớ trong 128 nha, hàng chính hãng còn bảo hành dài. Màn hình con này là 6.5 inch, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình nha. Reno 2F màu xanh và màu trắng luôn. Hai con này còn nói chung là tương đối đẹp nha mọi người. Hai con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 250 ngàn nha. Reno 2F 4 triệu 250 ngàn. Nói chung bên mình bán cái gì cũng giá nó cũng là khá hợp lý so với những cái shop khác rồi nha. Mình bán máy bên mình là hầu như những cái này là còn bảo hành rất là dài luôn. Có những cây là bảo hành hơn 12 tháng luôn, như những cây này là phải bảo hành tới tháng 10 tháng 12 2021 nha. Những cây này thì còn phải bảo hành phải tầm à tới tháng 4, cây này thì phải bảo hành tới tháng 6 tháng 7, cây này tháng 5, cây này tháng 4, như là bảo hành còn bảo hành chính hãng không à. Nên anh em mua hàng của bên mình cũng yên tâm nha. Còn con Reno 4 này thì nó bảo hành chính hãng tới gần cuối tháng 8 luôn nha mọi người. Reno 4 này thì mình có RAM màu xanh và màu đen, và con này là RAM 8 và như trong 128. Màn hình con này rất là đẹp luôn, màn hình AMOLED. Reno 4 này thì bên mình đang bán với mức giá là 5 triệu 750 ngàn nha. Mức giá rất là ok rồi, 5 triệu 750 ngàn Reno 4. Máy còn bảo hành chính hãng không, anh em mua yên tâm thôi. Thích thì đưa mình bảo hành, nếu mà có lỗi trục trặc gì thì mình đưa mình bảo hành, nhưng mà thực sự với mọi người là những con máy zin nó rất là ít khi gặp trục trặc. Trừ khi con máy người ta bung rồi nó mới gặp trục trặc thôi, chứ máy zin này mình bán ra nó ít khi nào lỗi lắm. Và những cái con máy này hàng chính hãng này thì nó sẽ được bảo hành tất cả luôn mọi thứ, nguồn màn hình đều hãng nó đều bảo hành cho mình hết, mình cũng yên tâm. Con này là con Samsung A51 nha. Mình có hai cây màu xanh đẹp keng như mới luôn nha mọi người. Hai cây màu xanh này đẹp như mới luôn nha. Đây. Coi cho mọi người. A51 nha, hai cây màu xanh này đẹp như mới, RAM 6 GB, còn nhớ trong là 64 GB. Một nhớ trong là 128 GB chứ. RAM 6 còn nhớ trong 128. Máy thì đẹp 99% như mới luôn. Những cây này còn bảo hành tới tháng 5 tháng 6 2021 không nha mọi người. Bảo hành rất là dài luôn.
Hai cây này thì bên mình, hai cây màu xanh thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 650 ngàn nha, màu xanh. Màu đen này thì bên mình máy đẹp 98 99 luôn, màu đen này cũng còn rất là đẹp luôn nha. Đẹp 98%. Còn màu đen này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 550 ngàn nha. Màu đen nó bị trầy nhẹ một xíu chỗ này thôi, rất là nhẹ luôn như đầu tâm vậy đó. Rẻ hơn được 100 ngàn và những con này bảo hành chính hãng, còn bảo hành chính hãng hết luôn. Anh em cứ yên tâm. Samsung A71 nha. A71 thì mình còn cũng trữ được 5 6 6 7 cây vậy. Những cái này mình trữ để mình bán từ từ nha. A71. Mình có màu đen, màu xanh và màu trắng A71 nha. Còn A71 này thì RAM 8 và nhớ trong 128, máy đẹp 98 99% nha. Những cái máy A71 này còn đẹp keng luôn. Bên mình đang bán A71 với giá là 6 triệu 050 ngàn nha. A71 mình bán nó thật sự với mọi người, có những người không biết thì kêu mình bán nó mắc, nhưng mà có những người họ biết thì họ kêu mình thì bán là phá giá người khác. Thành bán giá này nó rất là rẻ rồi, đôi khi có những cái cửa hàng khác người ta nhập vô còn không có giá bằng giá mình bán ra nữa. Con này là con Samsung A50s nha. A50s thì RAM 4 và nhớ trong là 64. A50s thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 450 ngàn. Con này là con Oppo A92 nha. A92 thì mình còn màu đen và màu xanh như thế này. A92 thì RAM 8 và nhớ trong 128, màn hình 6.5, chip 665. Bảo hành chính hãng con này cũng phải tầm từ tháng 7 đến năm sau mới hết bảo hành nha. Bên mình đang bán con này với giá là 4 triệu 650 ngàn nha. Hôm nay mình có một cây máy tính bảng Huawei MediaPad T5 nha. Con này thì máy đẹp 99% luôn, vẫn còn bảo hành chính hãng luôn nha. Những cái này máy mới rất là cao, máy mới nó đang bán chính hãng tới 5 triệu nha. Con này RAM 3 GB. RAM 3, bộ nhớ trong 32 nha. Màn hình con này là 10 inch. 10 hay 10.5 gì đấy. Màn hình rất là đẹp luôn nha. Màn hình con này là độ phân giải Full HD. Máy còn đẹp keng 99% luôn nha. Con này thì mua cho con nít xem phim hay là người già đọc báo được cực kỳ tốt luôn. Máy xài rất là mượt, bảo hành chính hãng còn dài, ngoại hình nó đẹp keng như mới luôn nha. Con này người ta mua ra người ta đi cầm không mà thấy người ta đâu có xài tới đâu nên nó còn đẹp keng. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 750 ngàn nha. MediaPad T5 2 triệu 750 ngàn. Rồi hôm nay thì mình có một số máy giới thiệu tất cả mọi người thôi. Anh em nào muốn mua hàng bên mình thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến bên mình nha. Số điện thoại của mình cũng để dưới phần mô tả của những video rồi. Anh em coi video thì nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình luôn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ bấm đăng ký, subscribe kênh của mình luôn nha. Để theo dõi giá cả hàng ngày mình lên nha. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ. À.